Hello xin chào tất cả mọi người, mình là Hùng TV đây, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái bài K-Win, cái bài đối tượng cực kỳ uy tín luôn anh em. Thì hôm nay vốn 2 triệu 2, mình sẽ vào thử nhân phẩm nhé anh em. Nhân phẩm chỉ có cho đoạt lì xì thôi anh em ạ. Đây 70 vư, vừa vào được phát 77k thơm không anh em. Đấy, anh em muốn biết mình may hay rủi, có nên chơi game bài đổi thưởng hay không thì anh em nhớ ghé vào đây nhá. Cái trò này anh em vào mà đặt không nổ ấy, đặt 10 ván không nổ bom ấy, không dính bom ấy thì anh em nên chơi game bài đổi thưởng. Còn nếu vào mà dính phát đặt 10 ván dính 2-3 ván thì anh em nên nghỉ nhá, bỏ luôn, bỏ hẳn luôn anh em ạ. Đấy thì ở cái con game đoạt lì xì này thì mình bảo anh em rồi, những cái quả bom nào 1 triệu trở lên thì anh em đừng đoạt. Được 59k này, anh em thử đếm xem mình đoạt bao nhiêu ván và dính bao nhiêu quả bom nhé anh em. Đấy, mình cứ đoạt như thế này mà dính 2-3 phát là mình nghỉ game luôn anh em ạ. Bọn kia nó toàn nổ bom săn sát mình à, mình chả dính anh em ạ, mình không dính luôn, mình vẫn chưa dính anh em. Đấy, nhân phẩm cả đấy anh em ạ, do ăn ở đấy. Đây là thì link tải game mình để dưới phần mô tả nhanh nhé, có cả link Tele phía bên dưới, anh em có nhu cầu gì anh em cứ nhắn tin qua cho mình nhá. Ok anh em ơi, 200k này, được 21k này. Đấy, vốn của mình 2 triệu 2, bây giờ mình lái gần 200k đấy nhá. Đấy, nhân phẩm cả đấy anh em ơi. Những cái quả nào mà trên 1 triệu thì mình sẽ không đoạt nhá. Vì trên 1 triệu thì đoạt nguy hiểm anh em ạ, nếu mà dính phát thì mất cả vốn lẫn lãi anh em ạ. Cho nên anh em cứ chọn cái gói nào bé bé thôi, dưới 1 triệu anh em hắng đoạt nhá. Đấy, anh em cứ vào đây test nhân phẩm của anh em trước, xong rồi anh em vào game chơi sau. 400k được 31k là to rồi đấy anh em ạ. Nãy giờ đoạt bao nhiêu ván này anh em nhỉ? Vẫn chưa dính nha anh em. Anh em đếm hộ mình phát được bao nhiêu ván này. Đấy, 29k này, như thế này là to đấy anh em ạ. Đấy, mình lên gần 2 triệu 6 rồi, tức là mình lãi gần 400k đấy anh em. Nhân phẩm anh em cứ lãi tầm 1 triệu mà anh em không dính phát nào ấy là cực kỳ ngon rồi đấy anh em ạ. Nhân phẩm anh em cực kỳ cao mới được như thế đấy. 2 triệu này không đoạt nhá. Cứ gói nào mà dưới 1 triệu thì anh em hắng xúc thôi. Còn trên 1 triệu thì anh em đừng dại mà dính vào anh em ạ. Thằng kia nổ phát 1 triệu 3 kìa. Đấy, nhìn ngứa tay rồi đấy anh em, nhưng mà không được đoạt nhá. Hiện lên lì xì thì ngứa tay, 400k này đây. Ôi 400k mình đoạt phát được 73k này. Quá to luôn anh em ạ. Quá thơm luôn. Đây lại 800 này. Ôi lại 145. Mẹ. 2 triệu 7 anh em ơi, mình ăn hơn gần 600k đấy. Đây 600 rồi anh em ơi. Cái này do ăn ở đấy anh em ạ. 200 được 25k, quá thơm luôn này. Nếu mất thì anh em mất 200k, còn nếu được anh em được 25k. Nhưng tỷ lệ mất của anh em cực kỳ thấp nhá. Đây, 31k này. Đấy, chắc lên 3 triệu nghỉ anh em ạ. Quá ngon luôn. Nhưng mình quan sát thì thấy cái bàn này nổ khá là nhiều ấy, mà cứ toàn nổ bom 2 trái thôi. Quả này 1 trái này. 200k được 32k. Đấy. Ê, anh em thấy không? Nổ 3 trái này. Bàn này nguy hiểm phết đấy, nhưng mà may mình lách được anh em ạ. Ăn ở anh em ơi. Cho ăn ở đấy. 37k này. Đấy, lên 3 triệu rồi anh em ơi. Sắp lên 3 triệu đấy. Mình phải lên 3 triệu 2 anh em nhỉ. Nếu mình lên 3 triệu 2 thì mình lái 200k. Đâu, mình lái 1 triệu. Đây. Đúng rồi, 3 triệu rồi. Thiếu 200k nữa thôi anh em. Triệu anh em cũng không được đoạt nhá anh em. 800 này đoạt này. 152k luôn. Ôi, sắp đủ chỉ tiêu rồi anh em ơi. Anh em muốn test nhân phẩm của anh em thì cứ vào đây nhá anh em, vào game đặt bom. Anh em vào chỉ mỗi đoạt mỗi lì xì thôi nhá, anh em không cần đặt bom đâu. Đấy, vào test nhân phẩm của anh em xem đoạt lì xì nó có nổ bị dính bom hay không.
thiếu 7, thiếu 60k nữa thôi. Mới được có 6k rưỡi này. Bắt đầu bé lại đấy anh em ạ. Sắp có triệu chứng thì dính bom rồi đấy. 200 này. 15k. Nấy toàn ba mấy k anh em nhỉ. Ba mấy, hai mấy bây giờ được có 15k. Thiếu 40k nữa thôi anh em ơi. Ôi, 76k ok. Đủ chỉ tiêu anh em ơi. Đủ chỉ tiêu thì mình sẽ nghỉ thôi. 200k này. Hàng luôn này, 21 này. Đấy. 3 triệu 3 này, anh em ơi. Thôi mình thoát ra nhá. Link con game Carwin mình để dưới phần mô tả nhé anh em. Có cả link tele của mình ở phía bên dưới luôn. Anh em có nhu cầu hay thắc mắc thì anh em có thể nhắn tin qua tele cho mình nhá. Bây giờ mình rút triệu bạc này. Đấy. Cảm cúm anh em ơi. Thì mình đoạt phải 20 phát mà không dính phát nào anh em ơi. Ăn ở tốt đấy anh em ạ. Còn 2 triệu 2 này. Nhận free này, 1k3 này. Có 11 cái rìu rồi. Bòn cho đủ 15 cái anh em ơi. 15 cái để chặt cái kia. Vào vần VIP, VIP xem nào. VIP xem có tiền không. Ôi, 26k anh em ạ. Chỗ VIP này hiện tại mình đang VIP 2, sắp lên VIP 3 rồi. VIP 2 thì mỗi tuần nhận 26k. VIP 3 thì mỗi tuần nhận 56k nha. Ok, bye bye anh em. Anh em nhớ cho mình một like và đăng ký kênh, nhấn chuông nhé anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.